Hello, Mỹ Mô Tô xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng xe máy của anh Vinh Béo nha anh chị các bạn. Đó, hôm nay thì nói chung anh nhập về rất là nhiều dòng ô tô luôn các bạn ơi. Cổ điển nè, và những dòng như là xe tay ga, xe số đều có luôn nha các bạn ơi. Đủ các dòng xe luôn á. Anh chị các bạn mình nếu mà quan tâm dòng xe nào mình tranh thủ mình chịu khó mình xem hết video này nha. Để biết được những cái giá tùy theo dòng xe ở trong cửa hàng của anh Vinh như thế nào nha các bạn anh chị. Hôm nay thì cũng ảnh cũng thanh lý xả kho nè. Đó, cổ điển luôn. Hỗ trợ cho góp ship xe ở xa luôn nha các bạn anh chị. Thì đây mình sẽ lướt cho quý anh chị mình, sau đó mình ra hàng trước mình gặp anh Vinh ha. Đấy, rất là nhiều xe luôn nè anh chị các bạn xem nha. Chịu khó cho em xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nha anh chị các bạn. Và đừng quên nhấn vào cái chuông khi có video mới của em xuất hiện á, sẽ cập nhật về cho anh chị mình nhanh nhất được mình xem những cái dòng xe mới về. Em sẽ cập nhật giá liên tục luôn nha anh chị các bạn ơi. Rồi, sau đây thì mình sẽ gặp anh Vinh. À, anh Vinh chủ của cửa hàng nha. Đây là mới về một em Suzuki GZ150A đó các bạn, màu đỏ luôn. Cực kỳ mới luôn, xíu mình quay sau nha. Rồi, chào anh. Chào tất cả anh em nhé. Thì cũng vẫn như mọi khi thì cửa hàng vẫn mua bán trao đổi ship xe toàn quốc cho anh em mình. Dạ. Địa chỉ cửa hàng ở lô TC19, đường 22 tháng 12, An Phú, Thuận An, Bình Dương nhé. Hướng bên tay phải mình là 800m là gặp vòng xoay An Phú, hướng ngược lại là 3km là gặp ngã tư Đất Thánh, quốc lộ 13 nhá. Dạ. Thì thủ tục vẫn trả góp bình thường như trước đây. Đó. Không lợ xấu thì góp qua ngân hàng, còn lợ xấu thì mình có thể là góp hoặc là mua trong cửa hàng luôn, góp tôi đưa qua cửa hàng cũng được nhá. Nợ xấu là mình góp tại đâu qua cửa hàng luôn. Đúng rồi, đưa trước khoảng 70-80%. Dạ. Hoặc là giống như cửa hàng bây giờ, giả sử mình không đủ tiền cho anh em thiếu từ 5-7 triệu, ví dụ thế. Có anh em mà xa mua thích xe nào có thể đặt cọc cho mình cái 5 triệu là mình ship xe toàn quốc cho anh em nhá. Dạ. Xe này là rất là nhiều, xe cổ, xe số, xe tay ga đủ hết. Trong khi quay mà các bạn anh chị mình xem cái xe đó chưa rõ, có thể mình liên hệ qua hai đầu số điện thoại trên màn hình này em có để nha, có Zalo luôn nha các bạn. Rồi, anh em này cần chụp hình này gửi qua Zalo là số Zalo là 0877888678. Dạ. Đó là số Zalo của mình, anh em cứ gọi trực tiếp qua Zalo hoặc kết bạn gửi qua đó nhá. Ok. Bây giờ mình bắt đầu mình xem từ ngoài này dài vô nha các bạn. Okay, đây là okay. Có xe tay ga, xe số trước đây nè. Novo 5, biển số 61 Bình Dương nhá. 61 Bình Dương ở trước này mình đang để cho anh em giá là 11 triệu 300 nghìn nhá. Rồi, Novo 5 nha các bạn anh chị ơi. Xe còn liền lạc đẹp nè. 11 triệu 300 nghìn. Đó, trước này là AB Đầu Châu. Biển số 93 Bình Phước anh em nhá. Trước này để cho anh em giá là 14 nhá. Đó, 14 triệu. Nói chung là xe đẹp, máy móc êm. Đó. Nhà còn rất nhiều xe, anh em cứ từ từ mình theo dõi nhá. Này là Elizabeth full xăng điện tử luôn. Biển số 47 Đắk Lắk. Để anh em giá là 9 triệu 8 nhá. 9 triệu 8. Yeah. Elizabeth full xăng điện tử. Rồi, tiếp theo là chiếc AB 210 full xăng điện tử luôn. Màu đỏ đen, xe bạc, đỏ bạc nhé. Biển số 55 Sài Gòn. Để anh em giá 17 nhé. 17 triệu. Tiếp theo là biển số 86 Click, biển số 86 Bình Thuận. Để anh em 9 triệu 8 nhé. Honda Click này chạy rất là bền nè các bạn. 9 triệu 800 ngàn. Tiếp theo là chiếc này Zalus, biển 64. Đấy anh em giá 19 nhá. Biển số 64 anh em nhá. Biết mọi người nghe có rõ không không? Đó, mình có đọc biển số và báo giá cho anh em nhá. Ai mà nghe rõ thì tua lại mình nghe lại nhá. Dạ vâng, như nhiều các bạn mình có hỏi là biển số là mình sang tên chính chủ lại được không anh? Nói chung mấy cái xe nhiều tiền thì mình sang tên được, còn ba cái xe mà với ít tiền quá thì mình không cần thiết được không? Bởi vì rút hồ sơ sang tên nó tốn mấy triệu bạc á. Dạ. Cho nên bây giờ mình cứ mua mình đi trải nghiệm với một thời gian, không thích mình quay đầu mình bán đổi con khác. Nói chung là anh em mình muốn có nhu cầu sang tên là đều được đó hả anh, đúng không? Mấy xe nhiều tiền sang tên được. Nhưng mà anh em phải chờ đợi rút hồ sơ sang tên nó mất thời gian thì không? Dạ, cái đó là do anh em chịu thôi. Đúng rồi. Xe okay thì nhá. Có dẫn sang tên đều được nha các bạn. Hai chiếc Acelo nhá. Trước này biển số 38 này, Nghệ Hà Tĩnh này. Đấy anh em giá 11 triệu 500. Trước này biển số 60 Đồng Nai, 11 triệu 500 luôn. Acelo còn một cặp nha các bạn ơi. Hai chiếc đồng giá luôn. 11 năm. Ở đây có Sirius. Sirius đời mới, biển số 76 nhá.
để anh em giá 14.500. Đó, Shizu đời mới luôn, xe đẹp máy êm nhá. Đó. Tiếp okay. theo là hai chiếc A-Plus. Quê A-Plus, hai chiếc đời mới luôn. Bánh mâm. Chiếc này biển số 61 Bình Dương. Để anh em giá là 15.300.000. Hai chiếc đồng giá luôn. Chiếc này biển số là 64. Đấy, một chiếc biển số 61, một chiếc biển số 64 anh em nhá. Dạ. Đồng giá là 15.300.000. Honda Way Plus đó các bạn. Giá là mình đưa ra mà anh em nào thiện chí thì vẫn bớt lọc lá tiền xăng cho anh em. Anh em đừng có ngại nhá, cứ gọi điện liên hệ trực tiếp cho mình. Đó, vui vui là mình bớt nhiều nhiều cho anh em luôn, hiểu không? Dạ. Chiếc này là Way Roy SX nhá. Biển số 93 Bình Phước. Đó, 93 Bình Phước, để anh em giá là 9.300.000 nhá. Con này chạy siêu bền luôn nè các bạn. Máy móc bao zin êm luôn. Đó, đóm đầy đủ cái đồ xăng chạy thôi. Cái dòng xe này mình chạy mà tới xe cà tàng luôn mà máy vẫn chưa có bị gì luôn á. Có dòng này là anh em chạy ok luôn nhá. Cực kỳ bền luôn. Phu chờ. Phu chờ nữa nè. Phu chờ bình xăng nhá. Biển số 65. 65 Cần Thơ. Để anh em giá là 15.500.000. Tiếp theo là Zalut. Yamaha Zalut biển số 60 Đồng Nai. Để anh em 7 triệu thôi. Quá rẻ cho anh em luôn. Máy móc êm đè đóm đầy đủ nhá, 7 triệu bạc à. Tao út các bạn. Bao bền bao ok luôn. Rồi Way S nè. Way S. Biển số 95 Hậu Giang. Đó, biển số 95 đấy anh em giá là 10.800.000 nhá. 10.800.000 máy móc ngon. Tiếp theo là Way RS, biển số 59 Sài Gòn. 59 Sài Gòn. 12.200.000. Và cuối cùng Way I bên trong. 85 Linh Thuận. Để anh em 14.800.000 nhá. 85 Linh Thuận. Biển số Way màu trắng tươi luôn, trắng ngọc trinh luôn các bạn. Xe đẹp, máy êm, giấy tờ đầy đủ hết nhá. Rồi, tiếp theo thì mình vô bên trong nha các bạn. Đây, vô đây mình xem mô tô nè. Đây có GFS Demon 150. GFS Demon 150. Phiên bản cực kỳ ngầu, đa xe đã độ chế rất nhiều các hình thức bên ngoài. Cái đèn này là đèn gì anh? Đèn mấy cái đèn trợ sáng bên ngoài á. Trợ sáng hả? Máy móc là zin nguyên bản hết. Còn xe nó chế theo 33 cái đồ chơi bô SC các kiểu nhá. Dạ. Xe rất đẹp. Rất ngầu anh em nhá, có để thùng sau luôn. Biển số 79 Nha Trang. 79L2 70770 à, biển số đẹp luôn. Giá 34 triệu. Con này có hãng GFS đó các bạn. Đúng rồi. 150 đi đồ chơi rất nhiều. Xe nhập Thái á. Triệu nhá. Anh ha, đồ chơi hai bên đèn điếc các thứ là xe lên rất nhiều đồ chơi rất VIP. Rồi tiếp theo ở đây là màu. Tiếp theo hai em giống nhau luôn, mấy em màu đỏ, em màu trắng. Bạc. Em này biển số 72 Vũng Tàu. Đó, màu đỏ 72 Vũng Tàu. Giá 34 đồng. Đó, 34 nhá, cũng 34. Lên một số đồ chơi. Tiếp theo màu bạc luôn. Biển số 92 Quảng Nam. 33.5. Con này rẻ nhất luôn anh. 33.5 luôn. 33.500.000 rồi. Các bạn anh chị mình xem chưa rõ có thể mình chụp màn hình và gửi qua Zalo, sẽ có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem xe test máy luôn nha. Một lần nữa cho nó kỹ nha các bạn. Quay thế này đôi khi nhiều quá, cả nhà là cả hơn trăm chiếc anh em coi không rõ. Rất là nhiều luôn, kể còn phía trong nữa. Anh em nào muốn coi chi tiết có thể kết bạn Zalo với chụp cái xe lại thôi, cần chụp lại. Gửi qua Zalo số 0877888678, anh em hỏi là xe này còn không và báo giá bao nhiêu là mình sẽ cho nhân viên là chụp chi tiết gửi cho anh em. Đó cho anh em coi nó thoải mái hơn, chứ thế này coi thoáng qua là anh em không thấy được, phải không? Hoặc anh em có thể vào YouTube của mình là Vinh Hoài Mô Tô. Đấy, mình cũng đăng chi tiết trên YouTube từng cái một, anh em có thể là tham khảo vào đó nhá. Đó. Tiếp theo là hai em FZ phun xăng điện tử luôn. Em này biển số 60 Đồng Nai nhá. 30 triệu. Chiếc này cũng 30 triệu đồng luôn, biển số 83 Sóc Trăng. Hai chiếc đồng giá 30 nhá. Giá đó anh em nếu mà có thì chỉ mua còn bớt nha các bạn. Rồi, anh em mà từ xa đến là vẫn bớt cà phê lộc lá, anh em đừng có ngại nhá. Nếu mà thích xe nào cần bốc máy gọi điện cho mình thôi là mình sẽ bớt cho anh em nhé. Ok luôn. Tiếp theo lên màu vàng đen. Đấy, mô tô. Biển số là 17 Thái Bình. 24 củ anh em nhé. 24 triệu. Siêu ngầu luôn. Đó, xe siêu ngầu, chở bạn gái chơi là siêu VIP luôn. Cực đẹp. Tiếp theo là 200cc. Kawasaki Fulsan 200. An Giang nhé, 67 An Giang luôn. 67A1. Để anh em giá 43.500.000 nhá. Xe 200 mới tinh luôn, mới đi luôn anh em. Đó. Rồi, Bentley. Bentley 170 biển số 95.
95 Hậu Giang. Đợi anh em 265 nhé. 26.500. Xe cực đẹp. Và anh em cao từ 1m65 đổ lên là chạy ok rồi, là đẹp rồi đó. Dạ. Rồi sẵn đây mình lướt cái Quay A luôn các bạn ha. Quay A đầy mới luôn. Biển số 94 anh em nhé. Em này biển số 94 đấy anh em, giá là 15.3. Con này xe bao đẹp bao ngầu luôn. Con này còn quá mới luôn các bạn ơi. 15.3. Đó. Khá là mới luôn các bạn. Quá mới, cái này là đi cực kỳ là loại xăng anh em nhé. Trắng ngọc trinh luôn. Center 135. Tiếp theo là 135. Biển số 60 Đồng Nai. Đấy anh em giá 16.5 nhé. Đó, 60 Đồng Nai. Máy móc em giấy tờ đầy đủ. Chiếc này biển số 61 Bình Dương luôn. 17.5 nhé. Chiếc này 16.5, chiếc này 17.5. Cái này bị Đồng Nai, cái này Bình Dương luôn. Xe đẹp, máy em giấy tờ đầy đủ hết nhé. Bán sổ để cho anh em luôn. Chiếc này là Winner. Biển số 93 Bình Phước. Winner 93 Bình Phước nhé. Đấy anh em 21 nhé. Rồi nô no, no 5 tiếp. Nô 5 biển số 79 Nha Trang nhé. Khánh Hòa Nha Trang. Đấy anh em 11.200. 11.2 cho em nô 5. Con này là con 67 anh. Em 67. Đã độ cà phê rất là ngầu. Túi da túi giấc đầy đủ nhé. Biển số 68 Kiên Giang. Đấy anh em 13 nhé. Đó, 67 nha các bạn. Tiếp theo là xe cúp 50. Xe cúp 50 anh cài số 1 đó. Đấy. Biển số 72 Vũng Tàu nhá. Qua mâm nó làm đẹp quá nè. Đấy. 9.900.000. Quá rẻ cho một em xe cúp 50 đầy mới luôn. Xe này giờ anh em đi mua xe mới thì nó 16 17 triệu á. Đấy, con này cũng mới tinh luôn mà bán có 9.900.000 thôi. Quá rẻ cho anh em. Rồi, bên ngoài này còn AB nữa nè. AB 209 bình xăng con. 54 Sài Gòn. Ai biết rồi, chưa có giá này. 10.800.000. Con này 10.800.000. Đúng rồi, 209 bình xăng con. Rồi, sẵn đây thì mình sẽ vô bên trong nha các bạn. Đây, vô đây mình cập nhật cái lô bên đây luôn đi. Sẵn mình cập nhật lô bên đây, mình sẽ dài qua mô tô nha anh em ơi. Mô tô còn nhiều lắm nha. Đây là BCX nè. Tiếp theo là BCX. Đời mới, LED đèn LED luôn. Biển 69 Cà Mau. 37 triệu nhá. Mấy cái này chưa ghi giá này nhá. Mấy con này. Rồi, nào BS. Con này là xe này, mẫu này là mẫu đèn là màu xanh mực không? Dạ. Màu rất đẹp. Chùm keo nguyên xe nhá, xe cọp mới chạy có mấy ngàn thôi. Cực kỳ mới luôn anh em nhá. Cực kỳ đẹp. Hai em LV 155. Đấy, khóa xe mắc cây nhá. Chiếc này biển số là 59 Sài Gòn này. 27 triệu. Trước này biển số 60 Đồng Nai 27 triệu luôn, đồng giá nhá. Đó, xe cực đẹp anh em, ai mà to to cao cao mà đi mấy dòng xe này đi đường xa là sướng lắm này. 155 chạy rất là lướt mà giá cũng có hai mấy triệu bạc thôi anh em nhá. Ngày xưa mua 560 giờ bán hai mấy à. Tiếp theo là ba chiếc Winner X. Đó, trước này biển số 37 Nghệ An. Bản HKC đúng không bạn? ABS luôn. Này ABS nhá. 31 đồng anh em nhá. 31 triệu ABS luôn. Tiếp theo chiếc này là biển số 61 Bình Dương này. Đấy, xe đẹp leng keng như mới luôn. 31 triệu luôn. Chiếc này biển số 60 Đồng Nai. ABS mẫu mới luôn. 315. Nói chung giá mình đưa ra đây thì nói chung là để anh em có thể tham khảo được không? Dạ. Còn anh em nào mà thiện chí mà thích xe nào thì cứ gọi điện cho mình. Hoặc là ở gần này xuống trực tiếp cửa hàng coi, còn ở xa thì có thể gọi điện kết bạn Zalo. Mình sẽ bớt lọc lá cho anh em nhá. Đó, anh em đừng có ngại không? Dạ, còn bớt nữa nha các bạn ơi. Đó, vẫn bớt tiền xăng lọc lá cho anh em đừng có ngại. Đây, AB Đầu, AB Đầu Châu. 61 Bình Dương anh em nhá. Bò Đầu Châu cũng rất là đẹp. Đấy anh em giá là 15 nhá. Đó, xe cực đẹp, máy móc êm luôn, 15 triệu. Cái mẫu này có rất là nhiều anh chị ưa chuộng cái mẫu này, xe này nè, AB nè. Rồi con Sáp. Tiếp theo là SH, quên lộn. Sáp. SH biên bản lỗi nhá. Biển số 72 Vũng Tàu. Giá đợi anh em là 8.800.000. Biển số Vũng Tàu. Ngày xưa người ta cứ gọi là SH nhưng mà không phải, hiểu không? Dạ. Giống SH nhưng không phải.
Tiếp theo là logo 6. 67 An Giang. 67K1 3456 của sổ biển số 34535 biển số đẹp luôn. Này 3456 đẹp quá luôn. Giá rất mềm cho anh em có 153 thôi. Nầu 6 nha các bạn ơi. Vui sần nữa nè. Rồi tiếp theo Vision 20 là đắt 2021 mà cả Việt đăng ký 2022 nhé anh em nhé. Đó xe cực kỳ mới luôn. Mới chạy có mấy ngàn thôi. Xe này nó không thua kém với xe mới, gọi là mới 95%. Biển số là 66 Đồng Tháp nhé. Để anh em 37 nhé. Xe như xe mới luôn. Màu trắng này các bạn nữ nào mà thích màu trắng đó, rất đẹp. Trắng như Ngọc Trinh luôn. Đó. Xe cực mới nhé. Tiếp theo là AB208 lên Thái nhé. Lên đầu Thái, áo Thái, tùm lum các kiểu cả. Máy móc êm đều đóng đầy đủ. Biển số 55 Sài Gòn. Để anh em giá 118. Lên áo Thái nha các bạn. Ồ, lên rất đẹp, máy móc êm nhá. Đó, lên đầu rất lên hoành tráng lắm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xuống đây. Còn tay ga nữa nè các bạn. Nhiều lắm. Liberty nhá. Đấy, đời 2015-16 gì đó nhưng mà xe cực kỳ đẹp luôn. Phun xăng điện tử dành cho các bạn nữ thích những hàng mà siêu độc siêu lạ nhá. Biển số Bình Phước. Để anh em giá 15.300.000. Tiếp theo là Lit. Con này là 2010 mấy ta? Con này 2013-14 gì đó. Biển số Bình Dương. Để anh em 20 nhá. Biển số Bình Dương. Xe đẹp máy êm lên keng luôn. 20 triệu các bạn ha. AB. Tiếp theo là AB. Mẫu này nó có còn mấy chiếc là 2 chiếc à? 3 chiếc trong kia, trước là 3. Này biển số là 68 Kiên Giang nhé. Để anh em là 245. Xe cực đẹp luôn. AB mẫu mới, mẫu phiên bản này chạy rất là đẹp nhé. Tiếp theo là biển số 73 Quảng Bình. 23 đồng. Con này được gắn thêm bộ inox nữa các bạn. Rất là đẹp nha. 23 triệu nhé. Máy móc bao êm bao ngon. 2M Vision mẫu mới. Trước là biển số 93 Bình Phước này. Đó Vision đen nhám 93 Bình Phước nhé. Để anh em là 25.300.000. Đồng giá anh. Trước này thì 24, biển số 61 Bình Dương. Chiếc này rẻ hơn các bạn. 24 triệu. Chiếc kia 25.3. Xe đẹp cực kỳ luôn em. BCX nữa nè, NVX cũng còn nữa nè. BCX. Đấy, xe này xe nhập Thái luôn. Biển số 59 Sài Gòn, 59L1 33879. 338 thần tài ông địa 79 các kiểu luôn, biển số đẹp luôn nhá, khóa mắc cây luôn. Lầy rô khóa mắc cây luôn anh em nhá. Để anh em giá là 235 nhá. Tiếp theo là LVX. Con này biển số 49 Lâm Đồng. Giá để anh em 24 nhá. Màu đen đỏ đen. Đen nhám 24 triệu. Tiếp theo là chiếc này biển số 63 Tiền Giang. Đấy 155 nhá. 63 Tiền Giang. Để anh em 26 nhá. Rồi ok. Con 26 này, đồng. Này xe bà xã đi được giá bán luôn hai mấy triệu nha anh em nhé. Boss ra con này boss mà đúng rồi. Bên gì đấy, cái này nó còn Honda con này hàng như nhập khẩu ấy nhập khẩu đây. Ngày xưa nó ra 5 mấy triệu, giờ bán có 2 mấy triệu thôi. Rồi qua đây mình xem dãy này dài gần trước này các bạn. Đúng rồi. Tiếp tục là Winless biển số 84 Trà Vinh. Winless anh em nhé. Để anh em 28 nhé. Màu xanh đen rất đẹp. Tiếp theo là Ed Indo. Ed này Ed Indo anh em nhá. Đấy, phiên bản đặc biệt nhá, Dogemon các kiểu. Mod kinh đấy các bạn. Mod kinh nó có cái dầu đạp đấy anh em này, còn Ed này kia nó không có nhá. Ed này nó có này, nó dầu đạp và mod kinh. Nhập Indo luôn nhá. Xe này cũng khá đẹp. Đời cao nhá. Biển số 70 Tây Linh. Đấy anh em là 30.500.000. Mất cân. Xe đời cao luôn, rất đẹp nhá. Tiếp theo là BCX. Phiên bản là 2016. Đó, khóa spark cây luôn. Xe đẹp anh em nhá. Đèn led. Biển số 86 Bình Thuận. Đấy anh em 36 triệu nhá. Xe cực đẹp luôn anh em. Dòng này các chú các bác mà thích đi đường xa, ngồi đi đường xa nó chạy nó sướng lắm phải không? Đã lắm. Còn Vespa mẫu mới
lại đăng ký tháng 11/2021, gọi là còn có tháng là size 2022 đấy anh em nhé, biên bản là cao cấp đó, đèn vuông đã rô cảng này, rô để chân này, nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Xe này nói chung mới còn 95% nhá, đang chùm keo nguyên xe luôn anh em. Giá có 60 mấy triệu thôi anh em, giá là anh em 67 nhá. Cái xe này là cực mới luôn, gần 2022 rồi. Dạ. Giá thị trường người ta bán toàn 70 mấy triệu thôi. Đấy, trên 70 hết, mình bán có 6 mấy triệu thôi. Bán rẻ cho anh em. Tiếp theo AB. AB này là mẫu mới luôn. Mới tinh đấy. 150 bây giờ nó là con này biển số 94. Để anh em 49 năm nhá. 150 ABS nha các bạn. Đúng rồi, mẫu mới tinh bây giờ đó. Rồi. AB tiếp tục nữa này. Tiếp theo là AB nữa này. AB này cũng là đời 24 25 thì không để ý nữa. Biển số 62 Long An nhá. Để anh em 245 nhá. 245. Rồi. Chờ xíu bật cái quạt nữa nhỉ. AB phiên bản đời mới, khóa bắt cây nhá. 28 29 không để ý, nhưng mà nó là khóa bắt cây luôn anh em. Mẫu mới luôn đấy. Xe được chùm keo nguyên xe, nói chung là con này mới tới 95% nha anh em nhé. Mới 95% luôn. Biển số 65. Để anh em giá là 36 năm. Xe cực mới cực đẹp luôn. Đó, rồi chuyển keo. Sang mô tô nữa các bạn. Tiếp theo là mô tô. Rất là nhiều nha, còn nhiều lắm nha các bạn ơi. Anh em cứ từ từ xem nhé. Hai em từ Win 250. Xe toàn mẫu mới không, mới 95% nhá. Đó anh em thấy không, xe đi cái bộ độ giống như mà rét ngàn luôn. Nổ kéo lên nghe tiếng quá quê các bạn. Chạy ra đường anh em chạy là như rét ngàn luôn, cực kỳ sướng. Bởi bô này nó thay lại rồi không, bô lỗ to, còn bô này bô zin nó kêu nhỏ hơn đấy. Nổ bô này anh em nghe nó khác liền không, bô zin nghe nó nhỏ hơn. Nổ này là của hãng Gofet đó các bạn. Đúng cũng rồi. Là cùng hãng với Legend 200 đó, nhưng mà con này là mẫu mới Lewin này nè. Hàng 250 đúng không anh? 250 xe nhập Thái anh em, nó tem Thái này, xe nhập Thái luôn nhá. 250cc đó các bạn. Nói chung hai con này còn mới tới 95% anh em nhá. Đó. Con này biển ở đâu anh? Con này biển 59A3 27479 Sài Gòn nhá. 68. Còn chiếc này biển số 37A1 00423, 68 luôn, hai chiếc đồng giá nhá. Bao nhiêu anh? 68. 68 triệu ha. Xe mới tinh luôn. Rồi, xe này anh em đi uống cà phê đi chơi là bao ngầu bao đẹp, mà được cái màu đỏ nó lại lỗi nó đẹp nữa. Rồi anh em thích, nếu mà anh em mà xe nào mà anh em nào muốn thích mấy cái dòng này á, liên hệ trực tiếp cho mình và mình có thể bớt lọc lá cho anh em nhé. Ok, ly phân. Hai chiếc ly phân mới. Thì trước giờ mình quay ly phân rồi. Cứ hết xe này là xe khác về, hết xe này là xe khác về, phải không? Xe công ty mà. Đó, bán bao suất hóa đơn. Đó, giá cũng dao động trên dưới 30 triệu tùy theo, phải không? Đó. 31, 32 triệu tùy theo xe, tùy theo vùng. Mới tinh. Mới là 100% luôn các bạn. Đúng rồi. Chưa đủ xăng mà. Bao suất hóa đơn anh em luôn. Đó. Giá mình đang bán là dao động tầm 32 triệu bao suất hóa đơn. Còn rồi, anh em mà xa okay. Thì nếu mà thiện chí thì vẫn bớt lọc lá chút cho anh em nhé. Tiếp theo thì Beo. Beo 150 hai chiếc. Chiếc này, thì có cách nước nè. 150 cách nước luôn. Đó, xe màu đen siêu ngầu siêu đẹp, hai bô hai máy nhá. Đó, hai bô hai máy chạy cũng rất là đẹp. Các bác các chú mà đi uống cà phê đi dòng này ok luôn. Biển số 65 Cần Thơ nhá, 65. Giá đang để anh em 415 nhá. Chiếc này thì biển số 60 Đồng Nai. Đó, con này cũng 150 mà hàng này nó không xài kết nước. Đi ghi đông và hạc lây nhá anh em nhá. Đấy, đi bộ tem lửa nhìn rất là ngầu, rất là VIP. Các chú các bác nào mà tóc dài râu dài mà đi dòng này nó nhìn rất là ngầu.
Giá để anh em là 46 nhá. 46. Rồi. Giống như mà ca sĩ ca siếc thì tóc dài râu dài đi rồi này chạy cứ ẻn nén. Rất ngầu rất đẹp. Tiếp theo là GZ là một hàng luôn anh em. Đó một hàng GZ màu đen nhá. Đó một hàng luôn anh em. GZ màu đen thì nó đời từ 2013 đến 2020 không? Giá từ 39 triệu cho đến 50 mấy triệu một chiếc. Chiếc này là biển số là 67 An Giang này. 51 triệu này. Đó đời mới này, 67 An Giang này. Chiếc này 73 Quảng Bình này. 51 triệu 500 này. Nó toàn mẫu mới nhá, con này cũng chạy có mấy ngàn thôi anh em. Chiếc này biển số 59 Sài Gòn này. 40 triệu này. 59 Sài Gòn 40 triệu này. Nó đời từ 2013 đến 2020 anh em nhá. Chiếc này biển số 68 Kiên Giang này. 58 triệu này. Con này chạy có 2.000 anh em nhá, như xe mới luôn. 2.000 cây thì anh em khỏi suy nghĩ rồi. Mới dắt hãng chạy về được vài tháng à. 69 Cà Mau. 51 nhá. Đó 51 triệu. 69 Cà Mau. Rất là nhiều GZ luôn các bạn ơi. Cô chú anh chị có đam mê cái dòng xe này anh cần tìm nó có thể lại đây mình xem xe nào có tới cửa hàng. Dạ. Rất nhiều cho anh em mình lựa. Dạ. Tiếp theo là 77 Bình Định này. 77 Bình Định. 51 năm. 51 triệu 500 nhá. Tiếp theo là 71 Bến Tre này. 39 triệu này. 39 triệu nhá. Tiếp theo là Jeep 150. Con này két nước luôn. Con này biển số là bao nhiêu ta? 66 Đồng Tháp. Anh em các chú các bác nghe rõ nha, mình có đọc biển số và báo giá. Đó, còn nếu mà nghe không rõ có thể mình tua lại mình coi biển số và báo giá nhá. 66 Đồng Tháp này. 45 triệu nhá. Rồi. Hai em Folix. Một chiếc màu vàng, một chiếc màu đỏ đen. Xe cực đẹp luôn. Chiếc màu vàng này 125 nhá, xe cọp mới 90% luôn. Đó nhìn dàn chân là áo len keng nhá, không chảy xước. Biển số 59 Sài Gòn nhá. 32 khổ. Quá rẻ cho anh em. Đi đường xa đi chơi là bao ngầu. Đó màu vàng cực mới luôn, không chảy xước. Tiếp theo là màu đỏ. Màu đỏ biển số 81 Gia Lai. 29 đồng. Con này 170 nhá anh em nhá. 170 cc. Con này 170, con này 125. Con này màu vàng này mới hơn nhá. Mới hơn là giá nó cao hơn xíu. Chiếc này thì nó cũ hơn chút xíu, giá nó mềm hơn chút xíu. Đó. Siêu ngầu luôn các bạn. Siêu ngầu luôn. Hấu. Rồi, tiếp theo mình xem dãy giữa nha các bạn. Còn dãy phía trong nữa kìa. Đó. Xem dãy này trước. Rất nhiều. Con này đi anh. Tiếp theo là Yamaha 125 Vision. Biển số 72L135555. Biển số đẹp. 43 con 5 luôn. Giá để anh em là 315 nhé. Đó. Vision. Bao ngầu bao đẹp luôn. Giá 315. Tiếp theo là Beton 150. 150 biên bản này lết bay gì đó. Rất đẹp. Biển số 59 Sài Gòn nhé, đợi anh em giá là 32 nhé. 32. Rất ngầu, rất đẹp. Đây còn con Demon nữa này kìa. Demon 150 màu đỏ. Còn sót chiếc nữa nhé. Biển số 59 Sài Gòn luôn. 34 đồng luôn. Con này được lên cái đầu nè, ốp cái đầu nữa các bạn. Nhìn rất ngầu, rất đẹp anh em nhé. Rồi. GFS nè các bạn. GFX 200. 200 nè. Đó, xe nhập Thái nhé, 200cc. Xe cực đẹp luôn, biển số 86 Bình Thuận nhá. 86 Bình Thuận. Đấy anh em 425. Tiếp theo là con này biển số 93 Bình Phước. 93 Bình Phước nhá. Đấy anh em là 44 nhá. Xe còn mới lắm các bạn ơi. Quá mới luôn. Cực kỳ đẹp nhá. Hỏi tiếp theo là còn sót em gì beo 125 nữa này. Ây da. Dì beo 125. Điểm số bao nhiêu ta? 73 Quảng Bình. 32 triệu. Beo 125 nhá. Rồi tiếp theo là gì ta? Master. Honda Master 125 biển số 88 Vĩnh Phúc. Để anh em 27 triệu nhá.
Rồi tiếp theo là Suzuki HJ125. Xe này lên quả mặt lạ rất ngầu, túi da. Xe này còn đẹp tới 90% nhá. Biển số 60 Đồng Nai chính chủ luôn. Đấy anh em 36 nhá. Đó, 60 Đồng Nai chính chủ, xe đẹp. Nói chung xe này còn mới tới 90-95% anh em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi mấy chiếc qua đây là sao anh? Xe mới hả? Đây là lô xe mới. Lifan CG125. Bao suất hóa đơn. Đó anh em thấy không? Một lô luôn, giống nhau hết luôn. Mới tinh. 125cc nhá. Bao nhiêu anh? 26 triệu bao suất hóa đơn. Đó, xe mới nha các bạn. Đó mới tinh, quay cho anh em biết nhá. Anh em nào thích xe mới á, đèn này nó đèn vuông chạy rất đẹp. Nó Lifan CG125. Cái này là kính nhá, gương của xe. À, gương cặp, của xe. Cặp gương đúng rồi. Cặp gương đúng rồi. Anh em mua là bao suất hóa đơn cho anh em luôn. Hàng này nói chung cũng không có hàng. Đó là lâu lâu nay tự nhiên về được mấy chiếc rất đẹp. Các chú các bác nào mà thích cái dòng này thì liên hệ trực tiếp cửa hàng nhá. Bao suất hóa đơn cho anh em. Thiện chí thì vẫn bớt cà phê nhá. Đó anh em là thiện chí thì vẫn bớt chút lọc lá cho anh em cho nó vui. CR đó các bạn. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo là một lô một Honda MDX đó nè. Honda MDX 125 Mini đó các bạn ơi. Đó. Rồi con đầu tiên này đúng không? Con này là biển số là 67 An Giang này. 36 triệu này. Xe mới tinh đẹp lên keng luôn. Các bạn nữ hay bạn nam nào mà thấp thấp nhỏ nhỏ đi mấy xe này uống cà phê đi chơi đi làm bao VIP luôn. Giá rẻ hơn thị trường là gần 20 triệu một chiếc nhá. Xe lá mới đang bán năm mấy 60 triệu á, giờ bán có ba mấy triệu thôi. Màu xanh này xe đẹp luôn này. 93 Bình Phước, 36 đồng luôn. 93 Bình Phước nhá. Siêu nhỏ gọn luôn các bạn. Màu trắng. Trước này 60 Đồng Nai luôn. Đồng giá luôn. Trước này màu đỏ. 85 Linh Thuận. Đồng giá luôn. Chiếc này 70 Tây Linh. Đó. Nói chung giá mấy chiếc này đồng nhau nhá. Đó. Giá đưa ra nhưng mà vẫn còn bớt cho anh em, cho anh em nào thiện chí thì vẫn bớt cho anh em. Thấy không? Nó anh em không quan trọng đâu, anh em nào thiện chí mà vui vẻ đến đây mình vẫn bớt tiền xăng cộ thoải mái cho anh em luôn. Yeah. Chiếc này 67 An Giang. Đẹp lên keng. Đó, giá nó sàn sàn nhau hết anh em nhá. Còn xe mới đẹp lên keng, một lô 246 chiếc. Anh em ưng cái màu nào thì có thể mình tới cửa hàng lựa nhá. Đó, rất nhiều màu cho anh em lựa. Còn chiếc này là gì ta? GBX luôn. Cũng nhập Thái 125. Xe này cũng là hàng mini, cũng rất là đẹp. Biển số 60 Đồng Nai luôn. 24 triệu. GBX Demon X đấy các bạn. Mini ha. Rất đẹp. Rồi. Đây là còn một em bên đây. Rebel CB. Rebel CB trước này biển số 59 Sài Gòn nhá. Đấy anh em là 215 nhá. Hai máy nha các bạn. Rồi 215. Đây là còn em Bandit Suzuki. Suzuki. Đấy. Trước này biển số bao nhiêu ta? 67 An Giang, mẫu mới luôn. Xe đẹp 95% anh em, như xe mới luôn. Đấy anh em 415 nhá. Bandit nha các bạn. Đúng. Như đây xe ơi. Mới. Thì cửa hàng có rất là nhiều dòng xe luôn, xe tùy theo dòng xe các bạn. Đó các bạn mà nếu mà xem tour qua mình không thấy được cái dòng xe mình cần tìm đâu. Đó, xe thì chắc để lộn xộn luôn. À, bây giờ mình quay đây còn đoạn đây. Cuối này nhường cho thằng em nó báo lốt nhá. Dạ dạ. Ok. Rồi đây nhờ em báo phụ anh Vinh. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Nó chiếc tiếp theo là chiếc này là Yontech 310 phân khối nha. Xe này công nghệ như ô tô luôn. Khóa là bằng đồng hồ. Đồng hồ. Con này ngầu quá nè. Nó em mở khóa cho anh coi. Khóa là bấm vô đây hả? Dạ đúng rồi anh. À. Không có cái đồng hồ này là không mở khóa được. Nó ai cùng công tắc đèn luôn nha. Máy 300 phân khối, nổ lực lắm. Hơi luôn các bạn. Xe này là xài lắp nha các bạn.
À, nút xăng là mở bằng công tắc luôn. Bấm wow. lên. Tôi đang bấm lại cho khách như, như ô tô luôn. Wow. Rồi à, mở yên bằng à, bằng nút luôn. Mở yên bằng nút luôn hả? Dạ. Bấm cái mở yên các bạn. Dạ, đúng rồi. Nè, nút cái nút bấm ở trên đây. Dạ, nút này nút xăng, nút này yên. Rồi giờ này tắt giữ. Wow, công nghệ mới nè các bạn ơi. Này là tắt máy là nó khóa cổ luôn nha. Tắt máy là khóa cổ tắt luôn. Tắt máy hả? Khóa cổ mở máy lên nó mới mở được. Dạ. Wow. Này nhá nhái vô với 800. Đó trời, con này em biết là hãng gì không? Này như của Anh hay là Đức gì đó anh. Quá ngầu luôn, con này nhiêu bạn? Con này là giá là 74.500. Biển biển thành phố ký giấy luôn. Cặp mâm nó y như là xe hơi vậy các bạn. Xe mới là hơn 100 triệu. Rồi tiếp theo là Yamaha TFX nè, đời 2017-2018 nha. Biển số 65K1-27083. 41 triệu 150. Rồi ok, con này nói chung siêu độc lạ luôn các bạn ơi. Siêu độc lạ, mới chị em nào cần cứ liên rất hệ. Rất là nhiều công nghệ mới ở trên chiếc xe đó luôn á. Rồi tiếp theo là vào hàng trong cùng, Honda Fortuner 125, biển số 86B8-18120, giá là 26.800. Xe này nguyên zin luôn. Tiếp theo là Yamaha FZ150FI, biển 72E13-14555, 26 triệu. Xe này đã lên một set bô AM Titan. Yamaha FZS Sunker, biển 59 Sài Gòn 04878, 20 triệu. Con này là Li Phăng 125, biển số 59, để cho anh em 18 triệu nha. Xả lỗ luôn á. Con này Rebel 125, biển 72-00791, 19 triệu. Kimco Carbide 50 dành cho học sinh không cần bằng lái nè, biển 61 luôn, 01291, 14.500. Đây chiếc Honda 67 này là có nhiều đặc trưng nha. Giá là 18.500, biển số 67. Đồ zin nó là 4 cái xi nhan, 2 cái trước sau là nguyên zin luôn. Cặp phục sau với cặp phục trước là zin. Đồ zin còn nhiều đó các bạn. Dạ, đồ zin là còn được mấy món. Như cái này, cái này zin nè, còn lại là lô. À. Còn ghi đông zin hết luôn. Bình xăng là bình xăng 68. Đó. Rồi Benelli 125 mini, biển số 93-22432, 21.800. Rồi chiếc này biển số 78G1-34566, 22 triệu, số đẹp luôn. Mini các bạn ha. Dạ mini. Rồi Honda Fortuner, biển số 54, giá là 15.500. Rồi SQM Husky 125 nè, biển 74-23573, 22 triệu. 22 triệu đồng. Husky. Rồi Suen còn 2 chiếc, đồng giá là 32.500. Chiếc màu xanh lá cây này biển số 84, còn này là biển số 37 nha. Anh chị nào muốn xem thêm hình chi tiết thì cứ liên hệ Zalo số điện thoại 678 đuôi. Em chụp hình chi tiết cho anh chị em coi. Ok các bạn ơi. Trong khi xem anh chị các bạn mình cần tìm hiểu là cần mua dòng xe đó này, chẳng hạn như xe này đi, mình có thể xem tới đó mình chụp màn hình và gửi qua Zalo, sẽ có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem xe lại một lần nữa cho nó kỹ các bạn. Rồi SuGD 110 biển 67, 22.500. Xe này nguyên zin luôn, mới chạy có 8.000 cây thôi. Order bao chuẩn luôn. Rồi Yamaha IB 125, xe độ lên Classic nè, 2 thùng đầy đủ luôn. Biển số 68X1-43689, 31.500, 31.5. Giá báo trên là điều còn, nếu mà anh chị em mình mua là còn giảm bớt nữa nha các bạn. Dạ đúng rồi, vẫn còn thương lượng. SQM Husky màu trắng này giá 27.500, biển 65E1-44806, 27.5 nha. Rồi SQM Quật này xả với giá 20 triệu, biển số 83-51249, 20 triệu. Xe còn liền lạc, còn đẹp nha các bạn. Xe này dán còn nguyên zin luôn, máy êm. Rồi Yamaha FZ độ mẫu cà phê Classic, biển 59 Sài Gòn 05306, 25.500. Yamaha FZ 150 FI đời 26 lốc đồng, biển số 86, 32 triệu. Lên nguyên xếp bô luôn, tốc độ lại cao.
giờ 15 lên em còn 3 chiếc nha, V3 màu đen, giá dao động từ 45 cho đến 49. Có chiếc này, như chiếc này là 45.500 nè. Con này biển ở đâu em? Con này biển ở 92C1 28722 455. Chiếc này biển 72C2 411 58 49 triệu. Chiếc này biển 69E1 45633 48 triệu. Đó, màu đen tất cả hết nha các bạn. Rồi 53 đen hết luôn. Rồi. K3 50 màu xanh hay cho em. Biển 65A 07824 14 triệu. Xe này dành cho học sinh không cần bằng lái. Đúng rồi. 50cc à. Dạ, đúng rồi. Đó, nãy giờ tất cả những dòng xe thì em có cập nhật báo cho anh chị các bạn mình hết ha. Cũng có quay nhanh quá cũng không có rõ về máy nè. Anh chị các bạn mình nếu mà cần xem cái dòng xe đó mình cần mua có thể tua lại và xem lại. Và tới cái xe đó mình chụp màn hình và gửi qua Zalo giúp em nha. Sẽ có ảnh video chi tiết cho anh chị mình xem xe lại một lần nữa nha anh chị các bạn. Qua đây thì còn một em mới về nữa nha các bạn. GS150 màu đỏ, đời 2020. Đây các bạn, ở đầu video thì em có nói nè. Màu đỏ luôn. Lên đồ chơi khá là đắt tiền. Biển 94. Chính chủ. Xe 2020. Mới chạy được có 2-3 ngàn cây thôi. Và kính chắn gió này không mà chắc. Gió này của hành lây nha. Chắc các bạn. Phòng siêu mới luôn anh em ơi. Đây. Máy móc là bao nhiêu hết luôn. Màu đỏ. Giá chỉ 60 mấy triệu anh chị nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại trên góc trái màn hình của kênh Mỹ Mô Tô nha. Lên hai cái đèn hai bên nữa. Cực ngầu luôn. Thôi em lên ngồi thử em. Ngồi cho các bạn xem thử. Nó không có đẹp nhưng mấy con to được ok hơn. Đó, kính chắn gió nè. Nói dòng kính chắn gió này là cứng nha các bạn, rất là cứng chắc luôn. Sáng chợ sáng chợ chưa ngồi nó núp gió rồi cho các bạn mình xem coi. Núp thoải mái luôn nha. Núp gió là thấy đường không? Núp gió là mở đường quá. Mưa to là thấy đường nha. Xe này lên một cái chống giữa này là mấy trăm ngàn một cái rồi. Chưa tính công của người ta là tinh gió được sáng có lên cái chống giữa luôn các bạn. Cái kính chắn gió này cũng mấy triệu. Đó chị nào cần thì cứ liên hệ số điện thoại bóng trái màn hình nha. Xe rồi đăng ký 2020. Trên 60 mấy triệu. Trên 60 đúng không? Rồi ok các bạn. Ở đây những dòng xe em có cập nhật tất cả hết rồi ha. Anh chị các bạn có nhà tham khảo nhu cầu mua dòng xe nào thì cứ liên hệ ngay qua số điện thoại trên màn hình nha các bạn. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Rồi chào em. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn trong những video tiếp theo.